Kanye West hầu như không ngủ. Bạn bè của Kanye West nói nam rapper hầu như không ngủ. Giọng ca Donda đang điều trị tâm thần, hậu quả của nhiều năm mất ngủ và rối loạn lưỡng cực. Nguồn tin thân cận của Basic cho biết bạn bè của Kanye West hiện tại quan tâm đến sức khỏe của nam rapper. Họ cho rằng những hành động gần đây của West là kết quả của suy sụp tinh thần. Đây là giai đoạn bệnh căng thẳng nhất mà rapper phải chịu đựng. Anh đang trong quá trình điều trị tâm thần. Từ năm 2019 đến nay, Kanye West phải điều trị rối loạn lưỡng cực. Anh ấy hầu như không ngủ. Năm 2016, West từng nhập viện trong tình trạng mất ngủ trầm trọng, một người bạn của West nói với Basic. Nguồn tin thân cận với ngôi sao nói rằng hành vi kỳ quặc của nam ca sĩ bắt đầu diễn ra sau khi anh sa thải người PR, sầu diễn tại Paris Fashion Week hồi tuần trước. Sau đó tổ chức chương trình với chủ đề White Lives Matter. Kể từ đó, nam rapper sa thải các nhà tư vấn không thuận theo ý tưởng chống lại người Do Thái, phân biệt chủng tộc của mình. Hiện tại, Kanye West thuê đội ngũ mới nhằm tập trung cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2024. Nguồn tin cho biết rapper tỷ phú đang xa lánh những người bạn tâm giao cũ, những người khuyên anh không nên viết bài nhận xét người Do Thái. Bạn bè đang tìm cách giúp anh vượt qua khó khăn hiện tại, tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp hoặc kiềm chế hành vi kỳ lạ, tự hủy hoại bản thân. Mọi thứ càng khó khăn khi West nổi nóng, thậm chí gây chiến với bạn thân lâu năm cố gắng trấn an anh ấy, nguồn tin nói thêm. Theo Variety, Kanye West hiện bị cấm đăng bài trên Twitter và Instagram do liên tục vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Nam rapper liên tục có phát ngôn nhạy cảm nhắm vào người Do Thái. Ngày 9 tháng 10, Liên đoàn chống phỉ báng, tổ chức của người Do Thái, lên tiếng chỉ trích Kanye West. Tổ chức cho rằng phát ngôn của nam ca sĩ hướng dư luận theo chủ nghĩa chống đối và bài trừ Do Thái. Thật nguy hiểm khi nhiều người ảnh hưởng bởi quan điểm của Kanye West, tổ chức nói thêm. Trong khi đó, tổ chức CCP ủng hộ Israel tuyên bố Kanye West tô đậm định kiến bài trừ Do Thái trên trang cá nhân có hàng trăm triệu người theo dõi của nam rapper. CCP nói phát ngôn của West là ác tâm và cổ vũ cho sự thù ghét.